Sáng nay, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận Diễn đàn Kinh tế Việt Nam Tochigi với chủ đề Cơ hội giao lưu địa phương kết nối doanh nghiệp. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thống đốc tỉnh Tochigi Fukada Tomikazu cùng một số lãnh đạo các địa phương Việt Nam và các doanh nghiệp lớn của tỉnh Tochigi. Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho rằng thành phố Đà Nẵng và tỉnh Tochigi có rất nhiều khả năng kết nối, hợp tác dựa trên thế mạnh, nét tương đồng và định hướng phát triển giữa hai địa phương. Là địa phương có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế Nhật Bản, Tochigi có lợi thế về phát triển công nghiệp với nhiều khu công nghiệp lớn. Vì vậy, Chủ tịch Lê Trung Chinh đề nghị Thống đốc Fukada Tomikazu hỗ trợ trong việc hợp tác quảng bá hình ảnh của thành phố Đà Nẵng và kêu gọi các doanh nghiệp tỉnh Tochigi tìm hiểu, khảo sát, nghiên cứu đầu tư vào khu công nghệ cao thành phố. Đồng thời cũng đề nghị phía bạn giới thiệu các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Tochigi hợp tác và hỗ trợ chuyển giao công nghệ với Đà Nẵng để phát triển lĩnh vực công nghiệp phụ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng linh kiện, phụ kiện cho các công ty Nhật Bản đang đầu tư tại thành phố và khu vực miền Trung. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Lê Trung Chinh đã đề nghị hai địa phương tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai phía trong thời gian đến.